vào đại lễ nhập hạ, ngày 1 tháng 4, tiệc an sinh vương Trần Liễu, ngày 12 tháng 4, có nơi 1 tháng 4, tiệc chúa Thác Bờ, ngày 18 tháng 4, tiệc chầu đệ Tam Thoải Phù, ngày 19 tháng 4, cúng tiệc quan Hoàng Lục Thanh Hà, ngày 24 tháng 4, tiệc quan lớn đệ tứ Khâm Sai, ngày 24 đến ngày 30 tháng 4, tiệc Đức Thánh cả đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn.